Hello everyone, nice to see you again. How are you getting on? Today I just make a new video clip. It's related to English exams paper for grade 9. So today for one of me, thằng này teacher ban bằng cát nơi nhà xa tham rap diploma muối. I hope all of you will understand when you finish watching this video. Hãy cho chúng ta tha phụ dưỡng nâng agil mần tọa bì mơ video này. But before start, I would like you to subscribe the channel first. Còn bằng tay mùa nâng thua ca chập đám phong 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 chui subscribe nâng channel phong. Okay, let's start. Okay, vì nhé xa ăn lê xâm rập thân ạ tiếp rộng buồn. Okay, here we go. This one say underline the word is not part of the group. Chẳng đi kì thưa kì đầm râu ở dương chữ rư viết đài mình bên chìa thật nực nông krom tài mùi. Tỏ, lời dương chấp đàm, lời dương mứ example. Pen, ruler, marker and bananas. Chẳng xua thân được nông cho nông chẳng bày nâng táo niềm mùi ná đại vì mình thất được nông cớm nạc biện này chẳng niềm mùi ná khó kê chẳng dương mưa thả ở banana hãy mang tham banana vì thất được cớm phai kê tu thả pen ruler hay nâng marker ní vì cứ chứ xóm rẹ sắc xà xóm rẹ sắc xà hay banana vì còn ta chế lại rồi cái tiếp theo. 2. Farmer, doctor, crop and people. So which one is odd? Ta mùi ná biểu chấm lại chuyện kì đại mình thật được nông cơm nông cứ mùi ná farmer cứ chìa mình nút doctor có chìa mình nút crop đồng nám people chìa mình nút được nè. So which one is odd? Ta mùi ná cứ khó kì cứ crop. Okay. Crop việc chỉ đồng nam. Hai tổng án thì có thể chỉ mình. 3. Cold, wet, hot and drought. Ta mùi nào bị khó kì. Which one is odd? Chỉ như mơ. Trời chết, xa ấm, đau. Hai nâng phiếp ràng xung quân. Chẳng mùi nào khó kì. Cứ drought. Hãy bàn trọt khó kì. Trọt này cứ phiếp ràng sang ngụt. Vì cứ thả phía với chế. Chỉ niềm. I hot chỉ còn là niềm. Wet chỉ còn là niềm. Bỏ tỏ xám. Cold chỉ còn là niềm. Trọt chạy. 4. Fish, milk, beef, pork. Which one is odd? Tỏ lời mùi ná cứ chỉ chấm lại chân kì. Lấy mưa fish, trái, mía, tất đọc cố, beef, sạch, pork, sạch chụp. Chẳng mùi ná chậm lại dừng kì, cứ mía. Phụ viê chìa, bộ phê này tực, ăn đi sạch. 5. Tobacco, grass, river, vegetable. Which one is odd? Ta mùi nào vì chậm lại chân kế. Lời dùm ở tobacco, nam chuốc, grass, smell, river, tự lễ, and vegetable. Bọn lại, for which one? Chân cứ river. Tầng ơn ý, vì cứ dựa rộng chiệt. Còn tay river vì chìa. Vì chìa thật nặng bài thật nơi khó phí kế. 6. Cow, flower, field, and cat. So which one? Cow. Chẳng cow hay bằng khó kì. Lời xa viết chì animal hay tăng on đi cứ chìa vật thốc miên chì vật. Vật thốc miên chì vật hay đi chì animal chì sẵn.
Okay. So I would like you to do it again. You just replay the video and stop it and just guess. Chẳng thì cho chọn ai phụ dương nó vừa cả vừa viêm đòn tiết đau lên video mà đòn tiết hai phò phì hai dương cho chọn copy tới hai dương vừa cả tụt tiền. Next. Okay, this number two. Choose the correct statement. Okay, choose the correct statement. Chẳng cái ao dương chưa rứa nữ statement là trầm trừ. Now choose a word from the box. Lấy dương chưa rứa. Biết được nó bóp. Which word is a gone word? A distant. Chẳng ta ở biết mùi nát đại việt trâu từ nâng ca đằng ảnh này. Tao lấy dùm. She walk free, number one. I went to Pagoda yesterday. Hát mình dừng chưa I went. Mấy cầm mình chưa rước I go tới. Đời sao vì mình biết thay yesterday. Yesterday nó bỏ tham mà sao mình. Chẳng dừng mình ai chưa rước biết thay go bàn tê. Cô dừng pra bê nập bê bạch bọn. Present. Two, she walk to school yesterday. Chẳng như cô chưa được mùi nè. Chẳng như chưa được walk ed. Hai bạn nhân chưa được walk ed. Đại sao về miền yesterday. Chẳng như prao chỉ past simple. Three, we have studied English since 2000. Yes, since 2000. So which one? Chẳng như chưa được mùi nà. Cứ dương trời chưa được mùi nà. Cứ dương trời chưa được have study. Why choose have study? Hãy bạn nhìn chưa được have study. Rồi dùng một biệt xin này. Xin này cứ dương pra nông ca rồi bỏ present perfect. Four. She have written a report yet. So which one? So you choose hasn't written. How many dương dương negative? Hai đây. Dương dương negative đời sao yet này cứ dương pra ban tay tầm rung. Bạn đề xài tới rưu cơ xua tay phần nọ. Mình ai trang trong tầm rộng trọng bàn tì. Là sao dừng mình dễ này. 5. Yesterday he ate a pizza. But now he is eating hamburgers. Why do you choose present continuous? Hãy bạn nhìn chưa được present continuous because đòi xa tái nào dùng mục biết thành nào ok nào ấy lâu cho mình sẽ cảm thấy có phùng 6 he is Mr. Rexha who or when teaches English ta chưa được mùi nào who or when cứ dừng chưa được chưa who why choose who hai bạn nhân chữ who this one is related to relative clause and this we call relative pronoun and this we tiếp tục với relative clause hai relative pronoun này chia relative pronoun hai này chia relative adverb này chia relative adverb chẳng như mình ai trao về bàn tê đại xa ai nếu chưa relative pronoun hai vị đa tua chia subject nếu không relative clause chẳng mình chưa được hiểu ok after you watching this I would like you to redo it because this one can motivate your feeling or just challenge you to think chẳng
nhóm chọn ao có ông bồn ao kia thưa ca thưa vi mà đòn tiệt vì pru vi ai thưa ao dương nắng kịch nó không cuộc ba bàn and it can have you to reinforce your grammar's writing hai vi có chui bằng răng nữ buôn chấp này ca đã xây về cho coi không bao giờ lại 3. Read the text and choose the correct answer. Ta. Lấy cái ai ăn át bát hay năng chưa được trình lại nằm trở. Lấy gì mà? Director. Shopkeeper. Ấy cái director. Trang vang là dụ. Shopkeeper. Mà trang hàng. Happy. Ấy cái happy. Thì gì ấy? Terrible. Ấy cái terrible. Mình thrill. Akrak mo blame ai cái blame đây mình tố forgive ai cái forgive hot out ok purpose ai cái purpose purpose của nó chứ fault fault cầm hộ chứ yet nên là ấy chứ nào okay. So after translation, okay, I would like you to complete it by yourself first. And I just give you 1 minute. So here we go. Mr. Dara is calling Mrs. Tuchantida. Chẳng lột đà ra còn bông tài hào nẹ thầy tui thi đà. She is his school school way school director his school director chẳng niên cư chia để dụ sà la rạp bỏ quạt. Đà ra is feeling because his bike has a flat tire and he is late for school. Chẳng như mơ thà đà rá miên là ràm mạch vì bố con rồi bỏ quát bàn thlý hai quát bàn mực là dựt. Ta dân cua dơ happy rồi có terrible. Chẳng phụ con bài cho nàng màu dựt dân sơ bài chất ấy. Mình sơ bài chất thì chẳng dân chưa rơi dơ terrible, terrible. Next, there is an important meeting at his school this morning. Chẳng miên cách bỏ chung đo sống khăn mối nâu ai xa la ra bỏ quát nợ phật này. Will Tida blame, forgive him? Yes, because Tida knows it is not Dara's. Okay. Chẳng kia xua ta Tida nắng quát blame bằng tốt rưu gọt áo áo ý ở quát đại được tì bạn niêng vi pru Tida bạn đăng thà vía mình men chìa cùm nón rồi cái chia cầm hoa rồi bỏ đà ra chân như ấy chân nhưng giờ forgive hãy bạn nhưng giờ forgive đời xa ta biết thay yes chân mình đây thá up out nè up out rồi niên đằng thá vía mình men chia cầm hoa rồi bỏ đà ra mình men chia cầm hoa rồi bỏ đà ra Tida is also pleased because the mechanic has fixed his tires and the meeting hasn't started a chẳng nghe thà thì đá cứ sập bài chất đài pru tha nẹ chua chul bàn chua chul
con rô bò quật. Hai cách bỏ chúm có mình toàn chập đàm nở lại đài. Why choose yet? Because yet here we use in the present perfect negative. Okay, continue. Now here we go to grammar. This one unscramble the sentences. Chẳng cái ao dưỡng thư cá rip prayuk ni mà nó tiệt. Like this one, like she doesn't apple. So we put what? She doesn't like apples. Okay. And this English 2005 since study I have. So which one? So I say, I have study English since 2005. Okay, next three. Eating she orange is an. So which one? This one is we call is an verb ing. We call the past, sorry, the present continuous. So we say she is eating an orange. Four. Already they don't have homework. So which one? Say they have already done homework. Okay. Sometimes you can put already at the end of the sentence, but it is informal. Dương ai đã already nơi thằng trong video các bạn này còn tay không nói về mình sao dịp lại cả. Five. He yet written hasn't the report. So which one? Let's say he hasn't written the report yet. Okay, look at this. Six. You like an apple? Do. So in question, so you have to put auxiliary verb before subject. Say, do you like an apple? Okay. Now, I would like you to do it again because it is very important for you to improve your English grammar. Now, go to writing. This is similar to grammar, but you just make it by yourself. Now, example, I am going to Siem Reap tomorrow. Okay. I am going to whatever you want. This one is upgrading to yourself. But I would like to tell you a little bit how to use to be going to. Chẳng ní, chúng tôi sẽ bắt đầu bằng tạch. Ông bì ra biếp này cả bắt đầu be going to. Chẳng be going to, chúng ta hãy bỏ thả nâng. Bỏ thả nâng. Chẳng những bắt đầu bên này. Cứ những bắt đầu bên đại dương. Phê đại dương riêng cầm rôn rồi chỉ sạch nó xâm rạp nó thằng ngày nào cột. Đói miền phê về trẻ lẽ. Ở rưu có, màn toàn trẻ lẽ có màn tái dương miền cầm rôn hai ai. Cứ dương phá bì của anh thù. Ok. Now, here I just give you some examples. Ok, I am going to watch TV tonight. Ok. I am going to have a meeting this morning. I am going to send a letter to you tomorrow. I am going to marry her next year. I am going to buy the new car this month. Okay. I hope you understand this after you watching this video. And I hope you can improve your English knowledge related to grammars and also vocabulary and writing. Okay. Thank you very much for watching. Have a nice day.